Hai các bác ạ, hội chợ sinh vật cảnh trước cửa sân vận động Mỹ Đình các bác nhá. Đến sân vận động Mỹ Đình nhưng mà không phải là để xem bóng đá, hiện tại đang có bóng đá mà nhưng mà là xem cây. Tuần lễ hàng Việt quận Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, tuần lễ hàng Việt quận Nam Từ Liêm thì trong đó là có cây cảnh bonsai các bạn, cây cảnh bonsai. Tôi dừng luôn ở chính diện này vì đó có một số cái cây nó mini, nó lọt được vào ống kính. Thứ hai là cũng có cái không gian để các bác hình dung ra nó đang ở đâu. Thực tế thì cái khu triển lãm này, khu trưng bày này không phải triển lãm mà hội chợ, rất là dài. Một số năm gần đây họ hay tổ chức ở đây thì các bác đi cũng đã biết, rất là dài. Chỉ là đi hàng giờ đồng hồ mới hết được, để thăm thú được hết cái chiều dài của nó. Thì bây giờ dừng lại ở đây, xem một số cây mini của nhà bác này cho bác nhé. Chưa biết là nhà bác tên là gì. Đây, buổi trưa, đang nghỉ trưa đây. Thì vừa mới loanh quanh ở đây thì bác ra chào giá cây này là cái cây quên mất cây này là mười mấy triệu, quên mất. Vừa mới mải nói chuyện quên mất. Đại loại là khá là đắt. Khá là đắt. Cây sam này thì vừa sam núi này thì vừa bảo là cây sam núi này vừa bảo là tầm chục triệu thì phải, tầm chục triệu. Bác chủ vừa đây mà lại đi đâu mất, vừa mà nghe được chuyện điện thoại cái thì bác ấy đi đâu mất. Đấy, là một cây khá là hay, khá là hay. Và đấy, tỷ lệ nhé các bác, tỷ lệ. Hoa thì có đây rồi nhưng mà quả sâm có phải sâm quả hay không thì tôi không dám khẳng định, của tôi không chuyên gia cái món này. Chỉ biết là nó có dòng hoa và có dòng có quả, có hoa cả hoa cả quả. Có những dòng nó chỉ có hoa chứ không có quả luôn. Đấy, cái sâm đấy. Đấy là cây xa. 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 Này ông vừa bảo mười mấy triệu. Ông vừa bảo mười mấy triệu cây này. Cái gì? Cây này. Đúng rồi. Già, già thật. Già, già lắm. Đấy, ra buổi trưa mà các bạn. Cũng một nhà vườn đến từ Bắc Giang. Đây này, không gian các bạn. Buổi trưa rất là nắng, đang tầm nghỉ trưa của các bác ấy. Đấy, bàn đá rất là đẹp. Tôi cũng đang tìm kiếm những tác phẩm xanh xi, nó làng hoặc là cổ thụ hoặc là đại thụ, nhưng mà nó mini, nhưng mà dưới 40 phân trở lại thôi, cao ấy, chiều cao. Quế.
Nguyệt Quế. Nguyệt Quế ở ông đã, bác đang hỏi Nguyệt Quế bao tiền này? Này gốc này 27 triệu. Đang cung hoa. 27 triệu. Con La Hán này nhiều tiền không bác? Con La Hán này có nhiều tiền không? 80 triệu. Đẹp. Số điện thoại. Đất Nhật đi, chơi đất Nhật đi. Khá là nghệ thuật. Thác đổ, nó thác, bọn thác cũng cao lên xong đổ xuống. Đấy, chính diện, vị trí rất đẹp. Khe chua. Đằng kia rừng ổi phôi. Ghế trên đá. Linh Sam siêu quý, lá siêu nhỏ. Đây còn ông ngồi này thì ông ngồi này thì hôm ở Long Biên thấy rồi. Nói chung là thấy nhiều nơi rồi. Siêu trực. Nhiều lắm, lạc vào rừng cây rồi. Xoài. Rất nhiều rồi. Rất nhiều rồi. Cây rất to nhưng mà làm đến tận răm rồi. Vào dây. Vào dây nhìn rất bay. Rất bay.
chua. Đây này, cái cổng chào đấy các bác này, quận Nam Từ Liêm. Đây hai cụ dưới, hai cụ chào. Hôm ở Long Biên cũng hai cụ này rồi chào, cổng chào đấy. Con rồng cháu tiên, tác phẩm con rồng cháu tiên. Một đôi Yên Mô Ninh Bình. Rồi các bạn này, tròn đầy quả cúc, đúng là cây đại thụ. Chậu nó thì ghê. Đây, bàn tay tôi đây. Chả hề hấn thì sao có một cái ủ của ủ với ủ với. Đấy, con rồng cháu tiên đàn đú. Đó là xung quanh, xung vầy. Siêu cây, vịt siêu cây rất sạch sẽ. Đấy, cây này thì rất nhiều bác biết rồi. Đây, mùa của nó chữ quả đây. Xin lỗi, mùa của phụ chữ quả đây. Đấy, quả vàng óng, mùa có quả đây. Đây là một bên nữa. Đại cổ trường sinh. Một bên là con rồng cháu tiên, một bên là đại cổ trường sinh. Đấy các bạn, rất cổ. Chuối thể hiện như một sự cổ kính, sự sâu. Trong này là khu đồ gỗ về đồ lưu niệm. Rồi, xin phép các bác lại về ăn trưa đi. Có những cái lúc quay chi tiết sau. Đói lắm rồi. Cố gắng tạt vào đây tí xem có gì. Còn ra quay chi tiết nhiều vòng nữa các bạn. Rất thoáng những tác phẩm mini đây. Tác phẩm này tác phẩm gì đây, ô đây. Tác phẩm đấy mà đấu giá này. Có tiền đấy. Vui tào lao thì các bạn. Một cái xị khá là hay. Như một bàn tay. Không biết chủ đang ở đâu. Ôi này, chanh ổ việt quế mặt sau với khúc quế. Rồi các bác nhá, tôi lấy xe để đi trượt đi. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.